Em thôi kiểu gì nó dịu dịu nó ngủ bố rồi em ạ. Anh cho nó phát, anh cho nó phát. Thấy mà mình đẹp xinh gái thì anh em hãy chấm điểm vào bốt lên giận ngư giận ngư. Thưa thầy, bây giờ chấm điểm cho thằng này em cho nó mấy điểm nhỉ? Thằng này sai. Trời trời, dữ nhà quê. Ôi trời, số cả bộ tóc, số cả bộ tóc. Đây, anh em nhìn này, xinh gái này, xinh gì chồng à, chồng chị cá, giống chị cá, ờ đúng chị cá. 23, 24, 24. Bà đây, em nhìn gì, nhìn ai sao không? Ui, gái xinh, gái xinh. Ô, gái, em ạ. 20-10 mình không không có ai tặng quà. Hay là chú ra chú xem thế nào tán đi. Nhìn uy tín phết đấy. Uy tín không? Bây giờ ra la liếp. Chú ra trước đi. Ui, cái gì? Dạ. Hả? Hình như người yêu nói sao? Ui, thằng này tặng cái gì ấy? Đấy, đi mình chơi. Nó xong chỗ. Em xinh đấy. Em cảm ơn nhá. Mẹ cũng được, có bạn trai rồi, thế mới cay. Cay, lại được tặng quà ấy, tặng con mèo đẹp. Nghĩ đồ dân thì con mèo chắc phải mấy triệu ấy. Thằng anh nó thật với chú là anh được xúc lắm. Tại sao anh em mình là đàn ông không ai tặng quà? Tại sao nhỉ? Sao con gái hết ngày này ngày kia, mùng 8 tháng 3, mùng 3 tháng 8, mùng 8 tháng 9, mùng 20 tháng 10, anh em mình không được bao giờ tặng quà. Thật là bất công luôn. Con gái thì những người ưu tiên, chán thật đấy. Trong khi mình có ngày gì không nhỉ? Thế nhá, mình toàn phải mất tiền. Như có mỗi ngày sinh nhật mà còn không được tặng em thì xin em phải mất tiền. Thế bây giờ anh em có cái cách nào mà để anh em mình gọi là có người tặng quà không? Biết thế, ngày xưa bố mẹ mình đẻ ra mình là con gái. Dạ. Thế tốt. Chú có thích nào gái? Em biết chứ. Bây giờ thì chắc là không đẻ lại được. À, anh có cái trò này. Mày muốn có quà không? Có chứ anh. Hay bây giờ anh em mình sẽ trang điểm thành con gái. Trang điểm thành con gái luôn. Có được không? Phong độ tóc giả luôn. Xong đi ra đường, xong để cho dài nó tán thì mới có quà chứ. Nhưng thật đúng không? Được. Anh thấy mày phong cách là rất giống một người gọi là u phụ nữ 40 ấy. Anh em thấy mình có xinh không? Ok anh em ạ. Thì thôi, sắp đến ngày 20/10 rồi, là ngày của chị em phụ nữ. Mình là đàn ông thì thôi thì cũng hơi thiệt thòi, nhưng mà mình với Toàn Ngư sẽ có một cái thử thách này. Có nghĩa là trang điểm làm sao để hai thằng giống con gái nhất. Trang điểm nhá, phấn son nhá, xong đụng tóc giả tài rồi xem có giống con gái nhá. Xong là để xem là ra đường có anh nào anh ấy tán được không thì anh còn tặng quà chứ không. Mình nói thật là thấy nó thiệt thòi quá em nhỉ. Chứ gì đó, nhưng mà em không biết trang điểm đâu. Anh sẽ nhờ một gọi là nữ diễn viên Hollywood vào chuyên gia trang điểm để trang điểm cho anh em mình. Ok. Cứ sau cái lần trang điểm này mà ai giống con gái nhất ấy, chụp ảnh lên thằng nào giống con gái nhất mà được khán giả bầu chọn là giống con gái nhất ấy, thì người kia thua là phải mất cho người này 500. Ok, chơi luôn. Chơi luôn nhé. Mới đã có bạn gái rồi á. Ok, chơi luôn, chơi luôn. Ok em nhé, thử thách bắt đầu. Anh em ơi, mình sẽ nhận làm người thi trước nhé. Đấy. Đây là, đây chính là cái bộ tóc giả của con gái này. Sau khi trang điểm xong, đội cái này vào mới giống con gái này nhé. Xoà, tín luôn. Giờ nhìn nó giống như là Toàn. Giờ nhìn trông của chuối lắm. Chưa trang điểm có thế này nhỉ? Trông xấu hơn. Ok anh em, bây giờ mình xin giới thiệu chuyên gia trang điểm cho mình, là một nữ gọi là trang điểm nổi tiếng của Hollywood mình đã mời về đây. Đó chính là Trang Cô Lương anh em nhá. Chào tất cả mọi người nha. Xoà, tín luôn anh em. Em hơi lo lắng cái vụ này. Em có kinh nghiệm không? Chưa. Ô, anh giới thiệu từ Hollywood về đấy em phải gì? Thế đâu nó không, nó ra con gì ra nhá. Nó ra con gì ra nhá. Mình nghĩ phải ra con gái anh nhá. Ok. Thôi bây giờ cuộc thi của mình bắt đầu nhá, mình sẽ chơi trước này. Ok. Mình sẽ review cho các bạn nên mình sẽ dùng một vài thứ này để trang điểm cho anh Hùng nha. Thứ nhất là cushion nè. Cushion đấy gì em? Má đấy. Ai da, đúng là Trắng Ngọc Trinh không? Ui, cái này chuẩn luôn. Thành Ngọc Trinh luôn à? Chứ còn gì. Thế thì đại gia nó lại thích quá. Son trắng chưa đủ đâu. Cái gì đấy? Son hồng. Cái này tô cái gì đấy? Tô mắt à? Cái trời yêu khác. Đúng rồi. Mình bơ ngỡ. Kém quá. À, còn cái gì nữa nhỉ? Cánh môi. Ai da, ok. Đây là bảng mắt nha. Bảng mắt à? Mắt này là dùng có rất nhiều màu luôn. À, được xem nào. Đủ thì tí em phải tô hết các màu vào cho anh cho nó uy tín nhá. 7 sắc cầu vồng ừ, cho anh nhá. Cho nó đỡ phí màu. Ok chưa? Còn gì đâu? Con này nữa. Cái này là cái gì? Bút chì à? Cái nó chỉ. Ê, cái chân mày. Chân mày là cái gì? Cái lông mày ấy. Lông mày đấy. À đây à, cái lông lông này. Mày quê. Đúng mình nhà quê khác. Nhà kè chán hết.
Đúng là phụ nữ nó nhiều cái gọi ngôn ngữ khó hiểu. Ok. Cái này cái gì mát đấy em nhỉ? Anh Hùng cảm giác như nào anh? Lần đầu. Trắng nhở? Ui. Ui. Hết cả. Hai thanh ngọc trinh chưa toàn đây. Ui ui ui. Các bạn thấy trắng không? Quá trắng nhở? Lần đầu mình được gọi là sống thật với bản thân anh em ạ. Đây anh em nhìn nhá, nhìn rất là trắng nhá. Có cần camera 360 nhá. Bình thường tàn mụn nhưng mà giờ nhìn trắng tát luôn. Hết cả mụn. Anh không biết chứ lần sau có khi đi đâu anh em phải trang điểm một lớp cho nó bị tím toàn. Đúng rồi, khả năng anh em đi tán gái là phải trang điểm một lớp. Phụ nữ đúng là rất là nhiều những cái mà anh em đàn ông không thể hiểu nổi. Bí thật. Bí thật. Toàn ạ, sau lần này anh rút ra kinh nghiệm. Sao? Anh em mình đi tán gái nhìn thấy em nào mà mặt trắng trắng là anh em mình phải lé ra ngay. Lé ra ngay à? Đúng rồi. Đúng rồi. Bán bùi cái này. Em thấy chị là cũng có lăng khiếu phết đấy chứ. Holy út nữa bị chát. Trang ơi, em trang điểm anh thật đẹp gái vào để mà các anh trai anh tặng quà ấy. Là anh sẽ trích cả phần trăm em nhá. Trích cả phần trăm em. Sáng nhất thành phố luôn. Ừ, sáng nhất thành phố. Sao rồi sáng? Như bóng đèn luôn. Anh em ạ, đấy. Hôm nay mình với Toàn Ngư sẽ thử thách là xem trang điểm ai giống gái nhất nhá. Cái khuôn mặt của mình thì nó gọi là thon thả hơn chứ Toàn Ngư nó như cái bánh bao đấy, khả năng khó giống lắm. Anh không phải nói xấu, bánh bao nó dễ thương. Cô tia thân trắng rồi, má trắng rồi, bây giờ phải môi phải đỏ thì nó mới giống con gái được. Nhưng mà làm sao mà để các anh ra đường làm thích đi nhá. Ôi dồi, hồng cánh sen luôn. Không, ngày xưa anh thấy người ta hay lấy cái bông hồng người ta. Hồng cánh sen luôn anh em ạ. Em đừng cười là nó ngoạch một phát mày lên chết. Bây giờ mình sẽ tiếp tục trang điểm mắt cho anh Hùng nha. Em làm thì đừng để mà fan gọi anh là vừa bên Thái về nhá. Sang Thái về là đừng học. Anh ạ, thật sự không biết là do chị trang điểm xấu hay là do mặt anh Hùng nó xấu. Thì anh Hùng trông nó xấu lắm anh ạ. Mình quen là chưa kẻ chân mày cho anh Hùng các bạn. Mình đúng là bức tranh nhưng mà bác sĩ gọi là ok đã xong. Đã xong. Xong rồi á? Ui nhanh nữa. Có phấn không có phấn ở bên này à? Toàn nhìn thế nào? Thôi quá luôn. Bây giờ là đến lần Toàn Ngơ đi. Xong tí nữa xong mới hai thằng mới đội tóc giả. Ok ok rồi. Ok ok. Nhưng mà đợi em chút là để em vào em làm. Yêu. Khát quá. Khát. Tí nước nó vào má cho nó ra. Ấy dạ được. Bây giờ em định nó chun Toàn. Tròn. Em thích tròn á? Tròn như nào? Em có muốn làm đi đâu. À đúng. À thế anh hiểu ý em một nhảy nhá. Anh bảo nhá. Em đánh cho nó xấu thậm tệ vào cho anh. Hả? Okay. Nhá. Có cái màu gì em tô hết vào mặt lo cho anh. Tô gọi là kinh dị luôn. Anh có làm ít anh chia cho em một lửa nhá. Ok ok nhá. Nhớ anh nhá. Ồ thằng này da nhãn phết anh ạ. Như da trâu. Chắc là em vào em xử lý cái thằng này cho anh cái nào. Ok các bạn nha. Trang điểm cho Toàn Ngơ nha. Đầu tiên là cái gì? Cái này có gọi cái gì nhỉ? Anh quên nhỉ? Cushion. Ok. Các bạn ạ, thì hôm nay là mình sẽ xin lỗi bản thân nhá. Chưa tô son mà đã biến thái nữa. Thằng này nhạy đấy nhỉ? Mát nhỉ? Ừ. Đúng là con gái nhiều lúc cũng sướng. Thảo nào nhiều lúc Toàn nhỉ? Nhiều lúc rủ ví dụ bạn gái em gái thì chơi cứ phải chờ một tiếng hóa ra là cái này đây. Bí thuật đúng không? Nói chung em cứ làm gì cho nó giống Ngọc Trinh là được. Thằng này anh giống kiểu giống Happy Pola ấy. Có cái con người Thái Lan ấy. Thằng này trang điểm vào chính ra lại trông đẹp dai. Em thì sợ là nó rất đẹp trai, bình thường nó đẹp trai nhưng anh cũng cười. À. Ấy trời, đặc biệt đúng không? Em biết những cái chuyên gia người ta hay suy nghĩ kiểu dạng sofa mà không hiểu đâu. Người ta kết hợp các kiểu chứ. Giống như là dùng thìa ăn mì mà dùng đũa ăn cháo đấy. Đấy, chúng phải hiểu đấy. Sao xinh lượt thì dễ ngủ nhỉ. Ui, cái màu này nhiều em tô nhiều à. Tô mỗi thứ một kiểu cho em. Em tô kiểu gì nó dịu dịu, nó ngủ bố rồi em ạ. Anh tròn nó phát, anh tròn phát. Ha 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 ha!
từ từ từ. Nó đang ngủ say để anh cho nó phát. Em quay cho anh ấy. Cái này này, chân mày. Cái này. Chảy mạnh vào thằng ấy ngủ say. Ô, ngủ say đấy. Đấy đi em ơi. Ô thằng này mày chưa trang điểm bao giờ. Mày trang điểm phê phê bắt đầu ngủ. Xong rồi em ạ. Ok anh em ơi, anh em thấy trang điểm mình trông giống con gái. Môi này, đấy, môi hồng này, mắt hồng này, mặt trắng này. Không biết giờ có ra thì chúng tí phải đội tóc giả vào nữa trông nó mới uy tín nhé. Bây giờ mình sẽ nhờ Dương Ca Xê ra làm giám khảo anh em nhé. Ô, thằng này hát cái gì đấy? Dương Ca Xê mà. Chưa rồi, thằng này nó bị. Stop. Cái gì? Làm gì đấy? Làm thi giáp Việt à? Em đang chuẩn bị thi gọi là thi giáp Việt à? Giọng Cam Việt. Chú định đúng đấy, dưa gọi là cây ACM đấy à? Em là Dương cây ACM. Dương ATM. Ở anh bảo một tí thi nhá. Là mày nhìn bạn anh mày định kinh chứ. Trông nghe kinh đấy. Bọn anh với Toàn Ngư đang thi là trang điểm xem mai giống con gái. Trông anh kinh ấy. Để 20-10 này còn được nhận quà. Mày ra mày chấm cho anh với nó cái xem nào. Chấm điểm á? Chấm điểm luôn. Em là khảo. Giám khảo. Okay, mày máu gái mày chấm điểm là chuẩn nhất. Yo. Ok. Đừng phun nước bọt. Trông mặt anh có được không? Sao anh Dương thế nào? Cảm xúc đi. Vào xem nào. Nhìn không giống của anh nhìn trông giống kho ấy chưa kho cái làm cái bùa nhìn anh giống kho lắm trông... ai trang điểm cho anh mà nhìn trông kinh này đây là trang cô lương đây là người giả gái xấu nhất ô nhưng mà trông cũng gọi là giống con gái đấy trông có được được không được đấy trông gọi là này, được được nhận hoa thế lên người nữa đâu người nữa đây là thằng Toán em này ở đây xấu đi Trang ơi anh xấu anh Trang điểm cho mày nhìn như Joker này Trang có khi là đội cái này vào nó mới ra gái được thế là đây, ngồi đây sao lại như hacker nhìn như mặt như hacker này mặt xấu vãi trưởng xấu hơn cả anh Hùng mặt em baby tròn che này xấu. Mày có phải vợ của thằng Joker? Vợ của hacker rồi. Vợ Joker à? Vợ hacker à? Lương đâu? Đấy. Vợ của hacker rồi. Bây giờ nhá. Ôi giời. Ôi giời. Chị bán đồ à? Chị bán đồ. Xấu quá. Đây đúng vợ của hacker rồi. Vợ hacker. Chị em không ngờ chị lại độ chị lại tông đầu anh Hùng. Nó phong cách trang điểm kiểu mới đấy. Sao? Anh Hùng mà. Anh đâu? Trang này được đồ tụi anh. Anh Hùng lại cho em à? Anh trốn gì đâu mày ngồi từ đấy giờ ai làm cái gì mày? Lúc mới bú đây. Đâu chuẩn. Chụp cái nha. Cho anh chụp kéo vậy. Vợ của hacker. Anh em ạ, à, đấy thì mình đã bị chơi xấu anh em nhá. Biết đâu đây nó lại là một cái nét đẹp tiềm tàng sao không? Nét đẹp tiềm tàng đấy. Anh em thấy mà mình đẹp xinh gái thì anh em hãy chấm điểm vào bốt lên Trần Ngư. Trần Ngư. Thưa ơi, bây giờ chấm điểm cho thằng này em cho nó mấy điểm? Thằng này chỉ 1 điểm thôi. Bây giờ là đến anh Hùng à, cho anh xem gương mặt của anh. Trông cũng được. Trông nó tính phết nhỉ? Trông như kiểu thoa ấy. Nói chung là che nửa mặt đi thì cũng được. Nhìn từ đằng sau thì cũng được. Trông còn hơn Toàn Ngơ đúng không cơ? Chơi. Nhưng mà chú cho anh mấy điểm? 3 điểm. 3 điểm? Em là lại Trần Đức Bo. Sai. Trời dữ nhà quê. Ôi giời. Số cả bộ tóc. Số cả bộ tóc. Số cả bộ tóc. Đây em nhìn này. Xinh gái này mà. Xinh thì trông.
À giống chị cá, giống chị cá. Ờ đúng chị cá. 23 20 giờ tặng anh đúng không? Em thấy mình đổ tóc vào chụp đẹp. Đổ giống hệt chị cá luôn này. Hello chị cả, lần đầu gặp chị đã sắp bị phản. Vả luôn, vả luôn. Ok anh em, thì cuối cùng anh em đã biết ai là người vô địch rồi đúng không? Mình là đẹp thứ nhất, Dương KC là thứ hai, còn thằng Toàn Ngơ này đúng là một con vợ của hacker, rất là xấu luôn. Thôi, đấy là cái màn chấm điểm của anh em mình thôi, giám khảo Dương KC chấm thôi. Còn anh em nào ấy mà xem clip này thì cố là bình luận gọi là chấm điểm cho anh em mình nhé, để xem là bao nhiêu bạn bình luận cho mình và bao nhiêu bạn bình luận cho Toàn Ngơ nhé anh em nhé. Đẹp gái này. Oh, ok, chào cả anh em. Chúc tất cả các chị em phụ nữ 2010 luôn xinh đẹp và nhận được quà. Nhận quà. Cứ mình có liệu có được nhận không? Anh á, anh chẳng không cho mấy cú đấm. Ok.